Nghe có vẻ là khách hàng cũng thích ăn gân em nhỉ? Gân này thì nó vừa đủ độ mềm, nó vẫn phải giòn, không được mềm quá mà cũng không được cứng quá. Hơi nặng. Con được cẩn thận nghe, cả bọc lắm ấy. Cô Linh đầy một nồi này thịt luôn ạ. Ừ. Đây là mới một buổi thôi, còn một buổi nữa. Con để cho nó rào rào lên tí đã, nhấc nhấc khỏi mặt nữa. Để cho chạy bước theo cả bọc. Rồi con lật ngược lại. Việc này thì sáng sớm lúc nào dậy để mình ra công hàng. Bên em hàng chả bao giờ làm ra công trước để qua ngày đâu. Nói chung là tất cả mọi phải sản xuất trong ngày và tiêu thụ hết trong ngày. Đây số gân này mình cắt ra cũng là để cho ngày hôm nay luôn. Đúng rồi anh ạ, tiêu thụ hết trong vòng ngày hôm nay. Gân thì tuần này nó rơi vào 15 cân. Đây các bạn nhìn gân rất là nhiều luôn. Nghe có vẻ là khách hàng cũng thích ăn gân em nhỉ? Gân này thì nó vừa đủ độ mềm, nó vẫn phải giòn, không được mềm quá mà cũng không được cứng quá. Đấy. Cứng quá thì ăn lại khó ăn, mà mềm quá thì nó mất đi cái độ giòn giòn của gân. Đấy, bên kia cô đang thái thịt. Rồi, cô đã thái được một đĩa lưỡi to đùng rồi này. Đây hình như cô thái miếng thịt này, thịt vai. Thịt vai chứ. Vai để dành những người họ thích ăn nạc phải không? Vâng. Đây là có vai này, đây thịt nạc. Đây là miếng ba chỉ của con bò. Vâng. Đây là hệ miếng ba chỉ đấy, nhưng mà nó dày này, còn đây thịt vai cháu. Theo yêu cầu của nó là lúc nào mình phải làm sẵn, lúc đấy mình rang miếng thịt ấy, thì nó mới đẹp được đây. Nguyên tắc của nó thế, từ hồi xưa đến bây giờ là được thế. Kể cả từ xưa không có tủ lạnh, cửa hàng các quán vẫn để thế thôi. Đấy. Sáng thì mấy giờ mình bắt đầu mình có hàng bán cho khách rồi cô? 6 giờ sáng cũng có hàng rồi, nhưng tùy theo khách. Lúc nào cái giờ đấy là mình cũng có hàng rồi, nhưng mà có khách là mình bán thôi. Sáng cô bán từ mấy giờ? Thường cô bán là từ khoảng 6 giờ hơn, 6 giờ 15 cô bán xuyên luôn. Thế là mình bán thông ngày luôn ạ? Bán thông ngày luôn ạ. Tối thì thường cô là 9 giờ là tối là cô bắt đầu đóng hàng. 9 giờ tối là mình nghỉ? Là bắt đầu không nhận khách. Thế mà sáng nào cô cũng phải dậy từ 4-5 giờ sáng này, vất vả cô nhỉ? Ừ, bây giờ nó quen việc rồi, nhà mình bây giờ dùng toàn bằng hệ thống điện á. Nó cũng tiện lợi nhiều chứ. Vâng. Có cái máy này cũng tiện đi nhiều cô ạ. Chứ mà thái tay thì chắc cũng chết mệt cho cô nhỉ? Cũng thái tay nhiều lắm đấy. Cô có khi ngày cô cũng thái phải 15-20 cân thịt thái tay đấy. Còn đây là những tấm thịt nó to chứ. Vâng. Có thể thái máy được. Tí nữa là cô chuẩn bị có thái tay này, thì đầu khấu là thái tay hoàn toàn. À, vâng. Lúc mà chưa có cái máy slide này, chuyên dùng thì thái tay mệt lắm. Nếu như mà để một ngày mà gia công hết từng này hàng thì đúng là chỉ có một người thái đúng từ sáng đến tối. Chỉ là việc thái thôi đấy. Chỉ có việc thái, ngồi thái và thái tất cả mọi thứ đều phải gia công thái tay hết. Cái số lượng chân giò này hàng ngày mình làm có nhiều không? Nhiều loại, 50 cân đến 60 cân. Tức là đây mình sử dụng chân trước hay chân sau đây? Sử dụng chân trước hết. Chân trước đúng không? Chân trước thì thịt nó sẽ ngon hơn. Mình đặt về là mình đã đặt người ta cắt sẵn cho mình rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là mình sắp được rồi, là mình đang ngâm ở đây đúng không? Dạ đúng rồi, mình đang ngâm. Bây giờ là gần đưa lên rồi đấy. Có nghĩa là cũng được rồi. Bây giờ là chỉ việc đưa lên bán ra, mình sẽ gia công thêm một nồi khác nữa để gối đầu để thêm mẻ sau. Rồi để cho bỏ. Vai ấy. Nhìn cô xiên vào miếng thịt nhìn nó mềm đấy. Đúng rồi, nó phải đợi. Dưới cái nắp to rồi. Hơi nặng. Con được cẩn thận nghe, cả bọc lắm ấy. Wow, bà. Để con. Cô Linh đầy một nồi này thịt luôn ạ. Đây là mới một buổi thôi, còn một buổi nữa. Đây, thằng này là thằng Nam con ạ. Nặng lắm, nhưng đấy phải cầm. Ê, cầm quá cho mẹ. 60 cân, chục cân. Đây gần chục cân là con. Đã, con ơi, con để cho nó rào rào lên tí đã, nhấc nhấc khỏi mặt nữa. Để cho chạy bước theo cả bọc. Rồi, con lật ngược lại. Lật ngược ra, ok là. Rồi, con rút ra đi. Các bạn nhìn miếng đây. Ok, rồi. Bây giờ mình bê xuống, mình cẩn thận cả bọc nhé. Đây là khách gọi rau trần nhờ cô? Dạ, đây là khách gọi rau trần.
Cái này là mình cần cho khách hay là mình có tính tiền không? Không, con ơi. À. Bê vô trong bàn đấy cho mẹ với bàn số 3 nhá. Để cô làm bát đặc biệt cho khách đã. Đây là đặc biệt của khách, họ không ăn bún. Bát đặc biệt nhưng mà lại không ăn bún. Không, họ chỉ ăn thịt thôi. Họ ăn thịt thôi. À. Đây là họ ăn nhưng mà họ không ăn bún. Nhiều người họ ăn kiêng á. À. À. Họ ăn kiêng là họ ăn nha. Không ăn bún nhưng lại ăn thịt. Ờ, ăn toàn phần luôn. Con nhìn nồi nước thấy hấp dẫn quá bọn. Hấp dẫn quá. Người ta bảo là cô là có 102 là lý do là giảm bỏ cũng không thôi. Vâng. Có như một bát như này mình bán sẽ là bao nhiêu tiền nhỉ? 45.000 chứ. 45.000 ạ. Con quẩy này. Theo thời giá thôi anh. Ừ. Đấy, để cho cô đi. Ơ, sao không vừa bỏ cái này cho bộ à? 6 con này. Có quế đặc biệt. 6 con đặc biệt chứ. 20.000 tuổi. 6 đặc biệt, nhưng mà chỉ có chỉ nãy này, 3 tô tôm không và 3 tô chả bò không. Nhưng mà khoảng chả đặc biệt. Rồi, cái gì chú đây? Nồi nước của cô, con thấy cô cho nhiều ớt nhỉ? Ờ, ớt này nó có cho như này nó có cay không? Không cay đâu con. Gần được không rồi. Đấy, gần đấy. Đấy, gần đây con. Đây là khách gọi Vân Không hả cô? Là Vân Không ạ. Đây là nào hả? Hả? Nào. Chớ của nào đi chị nhá. Ờ. Đây phải tính tiền mà phải tính tiền số đi. Mẹ mẹ cho mẹ tính lại lần nữa lại. Ôi những đêm thật dài lòng nghe nhớ à, chè lá cô pha sẵn luôn trong xô này luôn. Ừ, chè lá cô khách gọi là chỉ việc múc thôi. Đúng rồi. Chà, may. Mày vừa có cái máy. Được rồi, anh lên đi nhé. Con đang chuyển đi nhé. Chục suất là bán đấy, là đấy một chục suất là cô bốc một lấy thôi. À. Một lượt là hết. Đây như suất này suất đầy đủ rồi cô. Đây suất đầy đủ rồi cô. Suất đầy đủ còn tùy theo yêu cầu của khách, họ ăn chả cua hoặc chả bò. À, vâng. Hoặc là giò chả gì đấy, khái là trong một suất đó là đồng giá là 45.000. Vâng ạ. Một rồi đây là đúng 15 cân đấy. Cân này, lưỡi này. Gân lưỡi, thịt bò và chả. Con cho hai xuân đi hai bàn đi rồi. Bàn 4 này. Không có đơn này. Bàn đầy đủ không biết của ai đây này. Con kiểm tra xem. Nhiều quá. Còn có nước không? Đơn, con lấy đơn ra kìa. 100.000 con. Để qua con không được, nhưng mà là phải hâm lại thêm con nữa. Ông ơi, điểm của đi nhà đấy con. Hai đầy đủ bàn số 1. Đây là tiết cơ. Tiết họ đã chế biến rồi, mình bây giờ mình chỉ có bỏ vào ấy thôi. Vâng. Tức là mình mua về xong mình mới luộc hay là họ đã luộc sẵn cho mình ạ? Họ luộc sẵn cho mình rồi. À, vâng. Bây giờ về mình chỉ bỏ vào đây để cho nó thấm gia vị của mình á. Vâng ạ. Cho nó nóng qua để cho khách ăn thôi. Ai đầy đủ con vậy? Rồi, cứ để mẹ lại. Rau trần đấy Tam ơi. Đây, quả rau trần đây thôi. Hôm nay chị lại thay ca cho cô để cô vào nghỉ ngơi ạ? À, cũng thay ca liên tục ấy. Nhà thì có mấy chị em ấy. Sáng chị bận dưới bếp thì cô lên ấy. Mấy người mấy tiếng còn trong việc. Dạ, bỏ xe với em ơi. Tam ơi, chuyển bàn 8 cho chị này.
Chỉ cho tỏi ớt vào một chút vào đấy ạ. Vâng ạ. Chứ cho đấy là để mục đích để làm gì đấy ạ? À, nó có một vị thơm ấy, có vị đặc trưng của nó. Vâng, rất là thơm. Vâng. Đâu. Mở cửa ra. Bên trong nhà thì cô ấy bật điều hòa, cửa lúc nào phải đóng. Mua này cho chị một trà đá, một trà quất đi. Bỏ đây thôi. Một quẩy rau luôn nhá. Bán hai này. Rồi. Này mình bê theo đủ đơn luôn. Vâng ạ. Hai đủ mang về nè. Chuyển bằng 4 cho chị có hai trà đá này. Tao sống nha. Bạn xuống người cho em thêm tiếp rồi nha. Đỡ phải ghi thêm tiếp à? Thêm ờ rồi rồi để chị. Không lỡ nhá. Không lỡ không hành thêm tiếp. Rồi đủ nhá. Và bạn ghi đơn thôi giúp chị nhá. Để đi con ơi. Tiền ở ngoài anh ơi, ra ngoài thu tiền giúp em đi. Ở ngoài, chị ở ngoài á, coi xe ở ngoài nó. Có cả túi lưỡi nhá, cho chị xin túi lưỡi. Như bát này là họ không ăn rau đâu. Không, họ không hành đây ạ. Nhìn hấp dẫn quá chị ạ. Vâng. Chuyển bằng hộ cho chị nè. Bàn số 10. Một đủ bàn 6 này. Đây là bát đầy đủ, cái bát đặc biệt là mình sẽ làm như nào? Đặc biệt thì mình làm bằng bát tỏi này to hơn này, số lượng rất to và nó nhiều, nhiều là số lượng nhiều hơn. Ừ. Và mình phân biệt bằng cái bát màu. Bát màu đỏ. Đây mình đang vẹo cái đã hết nồi thịt chân giò rồi. Vâng. Một nồi này hơn 30 phút là hết. Vâng. À, mình ra ngoài thanh toán đi. Có chị ở ngoài nhá. Ừ, chị xin. Mình cho vào để biết được cái độ nóng nóng được của nó. Là bắt đầu vớt ra, để lâu cũng không ngon. Mà chỉ cho vào đến thời điểm cố định của mình là mình vớt ra thôi. Nó cho lâu quá nó sẽ bị phồng rộp lên. Bị phồng rộp mà ăn nó không ngon. Vâng. Ơi. Đấy, lại tiếp tục một nồi chân giò nữa. Ngày nào mình sẽ bán hết mấy nồi như này? Tầm 4-5 nồi đúng không? 6 nồi thì đấy. 6 nồi. Đến tối 9-10 giờ đó. Đó phải nồi. Rồi. Nhìn thấy mình cầm ống kính là các bạn chào khán giả luôn. Chào các em nhá. Cái chế độ nào đấy anh? Mà TikTok hả? À, anh có. Ôi, cái phố TikTok. Các bạn trẻ thì thích TikTok. Em một bạn em chưa lên mạng bao giờ ấy. Anh quay được nó đâu. Chút đây phỏng vấn. Ôi được. Thôi đừng có trẻ em ạ. Này cho người dân này. Cho một chọn. Em thấy chị làm luôn tay luôn chân nhỉ? Vâng. Đông khách này làm luôn tay mà không kịp đâu ạ. Có người hỗ trợ. Em chờ em gọi một câu ạ. Không một câu ấy ạ. Nước này bạn lấy cho nhé. Bạn này 2 nước gì thì bạn đi vào đơn ấy. Đâu nhỉ? Đâu gì đó nữa nhỉ? Đi về rồi. Đấy, hôm nay rồi. Các đồ mèo đi tú. Đây, bà con quán đang rất là đông.
đâu mà mình muốn ngồi lúc này, nhưng mà để chắc là một chút nữa mình sẽ ngồi. Đấy, các bạn tới là nhớ là trên bàn là có cái tờ đơn đấy. Đấy, các bạn ăn gì các bạn ghi vào đấy, giống như các bạn trẻ đang ghi. Đông quá cô ạ. Đấy, bây giờ cô lại xuống cô hỗ trợ luôn. Tờ đông là một người làm đồ, một người chan nước, một người bê và một người cắp bún. Làm như này thì nhân viên của bạn em bị nghỉ là 8 người hiện tại. À. Thì đang bị ốm chứ không phải. À, tức là hôm nay là có 3 người nghỉ ốm. Vâng. Ừ. Thông thường hàng ngày thì mình sẽ bán hết bao nhiêu cân bún hả em? Dạ, tầm khoảng từ 1 tạ rưỡi đến 2 tạ. Tạ rưỡi đến 2 tạ bún? Vâng. Ồ. Oh. Rơi vào tầm khoảng 7 đến 800 bát. Đấy là cho cả ngày đúng không em? Vâng, cả ngày. Từ 6 rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Ồ. Oh. Đây các bạn ạ, ở trên bàn thì cô có cái ống đơn này, cả bút nữa. Các bạn tới đây thì các bạn ăn gì các bạn tự order nhé. Cô bán trung bình có giá là 4-5 nghìn. Và bát đặc biệt thì có giá là 6-5 nghìn. Bạn nào mua mang về thì sẽ tính thêm 5 nghìn tiền hộp. Qua các đơn vị vận chuyển thì có Bemin này, Now Food thì các bạn có thể đặt qua đấy. Thì đây mình sẽ gọi một bát bún đầy đủ đi. Thì này một cốc trà đá này. Bát đầy đủ của mình là 4-5 nghìn, vị trà đá 5 nghìn. Tổng của mình là 50 nghìn các bạn nhé. Con thấy cô làm vất vả quá cô ạ. Đây cô ơi, cô cho con một bát à, con ghi đây. Một bát đầy đủ với một cốc trà đá. Con ngồi bàn số 10 cô nhá. Lúc nãy mình quay thật sự rất là đông luôn. Mà gần như là kín chỗ ngồi thì mình phải chờ vạn vạn khách thì mình mới ngồi được. Đây, các bạn cũng thấy là cô làm cũng rất là lâu rồi. Địa điểm đầu tiên của cô là trên Đại Cồ Việt ấy. Thì sau đó là cô chuyển nhượng lại trên đấy và cô chuyển về đây cô làm. Các bạn tới đây cũng lưu ý là vào những giờ cao điểm thì chỗ để xe hơi chật hẹp một chút thì các bạn cũng thông cảm. Đây là suất bún bò Huế của mình. Rau sống ở đây các bạn có thể là ăn sống như này hoặc là các bạn bảo cô trần lên cũng được. Đấy là tùy các bạn thôi. Này có một miếng thịt chân giò khá là to. Khi mà cô nhập thì người ta cũng đã chặt sẵn cho cô như này rồi. Đây là gần như là người ta cắt bằng máy các bạn. Các bạn nhìn cái xương nó không bị dập. Những cái miếng chân giò nó cũng được chắc chắn hơn. Tiết luộc là cô cũng nói với mình là khi mà cô nhập về thì cô đặt người ta thì người ta sẽ đánh đông trước và luộc trước cho cô. Để về cô chỉ việc thả vào nồi cô làm thôi. Còn đây là mọc cua này các bạn này, gân. Còn đây là thịt vai rồi thịt nặng, hành tím này, quất, giấm tỏi này, cái ớt xanh này. Mình thích ăn cái ớt xanh lắm các bạn. Ớt này ăn nó thơm. Ngoài hạt tiêu ra đây này thì bên này cô cũng có cái ớt sa tế. Ớt sa tế hay còn gọi là ớt xào đấy. Cái này không thể thiếu được trong tất cả các bún bò Huế hoặc là các bạn ăn bún riêu cua. Ok, bây giờ mình cùng các bạn thưởng thức cái món này nhé. Nước dùng của cô rất là đậm ngọt luôn. Nó hơi thoang thoảng một chút hương thơm của sả, nó không bị quá nồng luôn các bạn nhé. Mình sẽ để gọn đây, mình cho chút rau sống vào trước cho nó chín. Nó mềm mềm một chút thì mình ăn nó sẽ hơn. Có cả giá này. Ok, mời các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái một chút ớt sa tế này vào các bạn nhé. Ăn này là có một chút cay cay. Đây, hành tím này. Đấy, các bạn ăn nhiều cho nhiều, ăn ít cho ít. Mình cho một chút thôi. Bên này có cái ớt xanh này. Mình rất thích ăn ớt xanh này luôn. Cái nước dùng của cô ở đây là khá là đậm đà các bạn nhé. Bình thường mình đi ăn những chỗ khác, thông thường mình sẽ phải cho thêm một chút mắm. Nhưng ở đây mình ăn rất là vừa vặn luôn. Các bạn nhìn mình tiết này. Tiết khá là chắc. Các bạn ăn gần như là thạch ấy. Và bên trong này có lỗ lỗ. Nó ngậm được cái nước khi mà các bạn cắn ra. Cái nước ở trong cái lỗ này nó ứa ra. Ăn cái nước nó đậm đậm. Tiết ăn ngon. Tiết này gần như là cũng được pha một chút với lại tiết lợn. Mình nghĩ là vậy. Còn nếu như nguyên bản độc chỉ là tiết bò không thì ăn nó khô hơn. Còn đây là mọc cua các bạn. Ăn cái này rất là nhiều vị hạt tiêu luôn. Đây các bạn nhìn thấy bên này. Còn nguyên cả hai cái hạt tiêu rất là to luôn này. Ăn rất là thơm vị hạt tiêu. Đây miếng gân này. Gân này cô cũng đã cắt cái miếng nó vừa vừa dễ ăn rồi. Gân này cô luộc mềm nhưng không nhũn. Ăn vào cái phần thịt gân này thì nó vẫn hơi giòn giòn, không bị cứng. Nó thơm của cái phần mỡ bò các bạn, chứ nó không bị ngấy một chút nào các bạn nhé.
Anh Tín này ăn ngon không ạ? Ăn nó giòn giòn mát mát, nó không bị hăng chỗ nào luôn. Ăn miếng thịt nạm rất là dai, nhai kỹ thì nó có độ ngọt của thịt. Thế mình ăn cả vào với mỡ, nó bù lại cho cái phần khô của thịt nạm. Thì ăn nó ngậy ngậy, béo béo, nó rất là thơm. Và nó thơm của vị bò, hoàn toàn không bị gây một chút nào luôn. Còn đây là thịt chân giò này các bạn, khá là to luôn. Bên trong có những cái gân gân này. Ăn vào phần thịt nạc thì không bị khô. Tuy nhiên là cái phần thịt chân giò này nó hơi bị mềm. Mình thích là cô luộc nó kiểu dạng như là nó tới tới hơn một chút thì ăn nó còn có độ dai chắc ấy. Tuy nhiên là cái chân giò này nó không phải là chất lượng xuất sắc đâu các bạn, ở dạng mức bình thường thôi. Quan trọng nhất đó là cái nước dùng các bạn ạ. Nước dùng của cô thật sự mình đánh giá rất là ngon luôn. Này. Mình thích ăn cái hành tím này. Ăn nó giòn giòn, mát mát, hơi một chút chua chua, nhưng mà nó không bị chua gắt, để nó chua dịu. Còn bây giờ mình xin phép là dùng hết bát này và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau nhé. Chào các bạn.